lối sống cách nghĩ cách giáo dục của bố mẹ sẽ đóng vai trò quyết định đến tính cách tâm lý và hành vi của trẻ quan trọng là bố tạo nên văn hóa và không khí gia đình thế nào thôi bảy kiểu gia đình dễ nuôi dạy con tài giỏi không liên quan giàu nghèo đối với con cái gia đình là bến đỗ tốt nhất cha mẹ là người dẫn đường tốt nhất